mắt thấy ống cống 1000 cân sắp rơi trúng đầu cô bé. Vào thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, chàng trai công trường nâng ống cống mang nặng 1000 kg bằng một tay, sau đó anh ném ống cống đi xa hàng trăm mét. Mọi người còn chưa kịp định thần lại thì một chiếc xe sang trọng lao tới. Thiên Kim Hào Môn bước ra khỏi xe. "Tiểu thư, anh ta là người mà hôm nay chúng ta cần tìm." Sau đó cô ra lệnh cho cấp dưới dạy cho anh chàng một trận. "Các người là ai? Cậu không xứng biết tôi là ai." "Cùng lên đi." "Hỏa Long thần công, mau chạy." Đại tiểu thư thấy võ công của chàng trai lợi hại như vậy, thế nên đã bước tới và lấy ra một tấm lệnh bài. Chàng trai nhìn kỹ, hóa ra cô là con gái của Cố gia. Nhưng anh không hề hoảng sợ chút nào, ngược lại còn hỏi đại tiểu thư mục đích đến đây. Đại tiểu thư trực tiếp lấy hôn thư với chàng trai ra, nói là do bố cô sắp xếp. "Ban đầu tôi tưởng anh là công nhân, không xứng ở bên tôi. Nhưng tôi vừa xem biểu hiện của anh mới hiểu được ý định của bố tôi. Nhưng chàng trai nói rằng anh ấy đã kết hôn rồi." Nói xong liền quay người rời đi. Đại tiểu thư gọi chàng trai đứng lại, nói anh yêu vợ anh, nhưng vợ anh không yêu anh chút nào. Vừa nói cô vừa lấy ra bức ảnh vợ anh hẹn hò với Phú Nhị Đại. Nhưng chàng trai không tin vợ mình sẽ phản bội mình. Lúc này đại tiểu thư lại đưa ra thêm hợp đồng chục tỷ, nói rằng chỉ cần anh kết hôn với cô, hợp đồng này sẽ đưa cho vợ anh ấy. "Chỉ một đơn hàng chục tỷ. Nếu tôi muốn thì dù một người, hàng trăm, hàng nghìn, tôi cũng có thể đưa cho Trình Khuynh Nguyệt. Hơn nữa còn dễ như trở bàn tay. Còn gì khác nữa không? Không có tôi thì về nhà nấu cơm cho vợ đây." "Đại tiểu thư đừng giận. Không ngờ bây giờ Lâm Thần lại như thế này. Lâm Thần là người đầu tiên dám từ chối tôi." "Tiểu thư, đơn hàng chục tỷ đó, cho lợn, cho chó, cho thú vật, chỉ cần không đưa nó cho tên khốn Lâm Thần đó là được. Xuất sinh Tần gia của Vân Châu luôn là con chó của Cố gia. Hay là đưa nó cho họ đi." Tuy nhiên vì hành động của thống đốc, cuộc đời chàng trai bước sang một rẽ ngoặc. Tần gia hợp tác với công ty của vợ anh, giờ đây Tần gia đã nhận được đơn hàng chục tỷ của Cố gia. Vì vậy trợ lý đã kêu vợ anh đá anh đi để cưới thiếu gia Tần gia. Dưới sự thuyết phục của trợ lý, người phụ nữ liền kêu trợ lý của mình gửi đơn ly hôn cho chồng. "Đây là bản thỏa thuận ly hôn, ký nhanh đi." "Tại sao? Trình gia bây giờ phải hợp tác với Tần gia thuộc Cố gia ở kinh thành. Mà anh, chưa kể anh và các gia tộc ở Long Quốc cộng lại so được với chủ phủ Ứng Thiên phủ sao? Ngay cả đại thiếu gia của Tần gia Tần Lễ Minh cũng không so được với một ngón chân của ngài ấy. Anh so được chắc một người chỉ biết cơm nước việc nhà, bị đuổi SC, cần lý do gì nữa? Nếu tôi không ký thì sao? Dù anh không muốn ký cũng phải ký. Trình tổng bây giờ chỉ có nhân vật như Tần thiếu mới sánh được thôi. Tần gia chẳng qua cũng chỉ là con chó của Cố gia thôi, đáng để các người định nọt họ thế sao? Anh cũng không tự soi lại mình xem anh trông như thế nào, lời nào cũng dám nói. Tần gia đã chấp nhận đơn hàng hàng chục tỷ của Cố gia rồi. Ngày trở thành người thuộc tầng lớp thượng lưu cũng chỉ là ngày một ngày hai thôi. Đơn hàng chục tỷ. Nhưng anh cũng đừng nói Trình tổng tàn nhẫn vô tình. Trong thẻ này có 500 vạn, ký nhanh đi rồi cầm lấy số tiền này. Khốn khiếp, những thứ này đều là ý của Khuynh Nguyệt sao? Địa vị hiện tại của Trình tổng không phải là con mèo con chó nào cũng xứng được đứng cạnh cô ấy. Đồ công nhân nghèo thối, không xứng. Đền bù cho anh chỗ này đã là một ân huệ rồi. Làm người cần phải biết thức thời. Hay cho câu ân huệ, hay cho câu biết thức thời. Sự kiên nhẫn của Trình tổng có hạn. Anh ký hay là không ký? Tôi không ký đâu, trừ khi cô ấy nói trực tiếp với tôi. Lâm Thần, anh còn tiếp tục cố tình gây sự như vậy nữa sẽ chỉ khiến tôi thêm chán anh mà thôi. Trình tổng, cô vẫn còn nhiều lời. Với tên phế vật này như vậy làm gì? Trực tiếp đuổi anh ta khỏi Trình gia chẳng phải là ok rồi sao? Yên tâm, chuyện này để tôi xử lý. Vợ, đây là quà anh lấy tiền anh kiếm được mua cho em.
thứ rác rưởi gì đây? Thứ đồ này, anh cũng có mặt mũi tặng người khác à? Nói đi, cần bao nhiêu tiền mới ly hôn? Em thật vô tâm, khiến anh hơi ngạc nhiên. Trình Khuynh Nguyệt, ly hôn có phải là ý của em không? Đương nhiên, là ý của tôi. Tại sao, mây trên núi cao sẽ quan tâm đến bùn dưới chân núi không? Chúng ta đã kết hôn được 4 năm rồi, anh chả làm ra được cái gì cả, không có thành tựu gì. Khoảng cách giữa chúng ta càng ngày càng xa rồi, anh ngày càng không hiểu. Bây giờ tôi muốn gì? Anh không hiểu em. Em muốn ăn cơm ở nhà, anh đã khổ sở nghiên cứu công thức. Khi em ốm, anh đã thức suốt đêm ở cùng em, chăm sóc cho em. Em nói anh không hiểu em. Đủ rồi, tôi nói nhiều như vậy, anh vẫn chưa hiểu à? Điều Trình Khuynh Nguyệt tôi muốn không phải là người đàn ông chỉ biết làm những điều nhỏ nhặt như vậy. Thứ tôi muốn là có thể ở bên một người chồng trưởng thành. Anh tự hỏi bản thân mình, nhiều năm như vậy, trong sự nghiệp của tôi, có nhận được sự giúp đỡ nào từ anh không? Là em nói thích sống một cuộc sống bình dị, anh mới bỏ lại mọi thứ, sống cuộc sống như thế này với em. Em nói em muốn có sự nghiệp, tại sao anh phải giấu thân phận của mình? Giấu thân phận? Không phải anh thực sự biết ăn to nói lớn đó. Đồ công nhân hôi hám, anh có thể có thân phận gì? Có phải ý anh là nói đơn hàng hàng chục tỷ của Cố gia này là do anh mới đưa cho Tần gia phải không? Đơn hàng chục tỷ? Cố Mộc Nhan, câm miệng. Tên của đại tiểu thư Cố gia là thứ loại người như anh có thể tùy tiện gọi sao? Hóa ra đơn hàng chục tỷ mà tôi coi thường, cô ấy lại đưa cho Tần gia. Hoang đường. Lâm Thần, ban đầu tôi nghĩ AMS là một người thành thật, không ngờ bây giờ anh lại biết ăn điêu nói hết rồi. Đơn hàng chục tỷ là Tần gia tranh sức đầu mẻ trán mới có được, có liên quan gì đến anh? Trong thỏa thuận này, tôi đã cho anh nhiều thứ cả đời anh cũng không thể có được. Còn có tấm thẻ đó, đủ để anh tìm một người phụ nữ bình thường sống hết đời. 4 năm hôn nhân, 4 năm bỏ ra, chỉ nhận được những thứ bồi thường, giấy trắng mực đen này. Trình Khuynh Nguyệt, có phải ở trong trái tim em, mọi tình cảm đều có thể đo bằng tiền đúng không? Đương nhiên là có thể. Lâm Thần, anh có thể thực tế hơn được không? Bây giờ địa vị giữa anh và Trình Tổng thực sự như đối lập nhau. Anh cứ bám dai như đỉa thế này sẽ chỉ khiến chúng tôi cảm thấy kinh tởm hơn. Trình Khuynh Nguyệt, em cũng nghĩ như vậy sao? Thực sự tuyệt tình. Cũng đúng. Khi em lấy được dự án chục tỷ của Tần gia, anh nên hiểu cái gọi là tình cảm trong mắt Trình Khuynh Nguyệt em cực kỳ rẻ mạt, còn không bằng cứt chó. Ý anh là gì? Em không phải nên giải thích một chút với anh sao? Anh lại dám tưởng tôi? Không sai, anh chỉ là một tên ăn hại rẻ tiền thôi. Anh lấy gì để so với Tần Lễ Minh? Về trình độ học vấn, anh ấy là một người du học bằng tiến sĩ kép. Anh là gì? Về bối cảnh, anh ấy là người thừa kế Tần gia. Anh là gì? Nói tóm lại, chỉ cần anh có chút tiền đồ, mẹ tôi và anh trai tôi sao có thể coi thường anh được? Nếu không có tôi, anh chẳng là gì cả. Đã nói xong chưa? Như em mong muốn. Tôi đi đây. Nhân lúc bây giờ, cứ nói bất cứ thứ gì anh muốn, tôi có thể đồng ý với anh mọi thứ. Tôi không muốn tiền của em, tôi không cần một xu nào. Số tiền trong thẻ này, tốt hơn là anh nên cầm lấy đi. Bây giờ Trình Tổng, không cần số tiền nhỏ này, cứ cầm đi, sẽ không có ai cười nhạo anh đâu. Sau này tôi, không liên quan gì tới em nữa. Đồ của Trình gia các người, tôi không cần. Nhưng tôi muốn lấy một thứ. Trình Tổng, cô nghe thấy không? Cái đuôi cáo của anh ta lộ ra rồi. Anh ta muốn lợi dụng lúc này, sư tử há miệng rộng, sau đó tống tiền cô. Câm miệng. Những thứ ở nhà, cứ lấy bất cứ thứ gì anh muốn, cứ coi như là tôi đền bù cho anh. Thanh Thanh đi thôi. Ứng Thiên Phủ, đã 4 năm rồi, đã đến lúc phải quay lại rồi. Lâm tiên sinh, Tần gia tối nay sẽ tiếp nhận đơn hàng chục tỷ của Cố tiểu thư. Không biết Lâm tiên sinh có rảnh không? Tần gia, Lâm tiên sinh, gửi địa chỉ cho tôi.
Bây giờ chúng ta đã ly hôn rồi, thế thì tôi không cần phải sống cuộc sống bình thường nữa. Trình Khuynh Nguyệt, tôi sẽ cho em thấy người chồng vô dụng bị em đá đi rốt cuộc là loại tồn tại gì. Hồng Diên đại nhân, khí tức của phủ chủ đã trở lại. Hồi đó phủ chủ đã giết hết 20 vạn bọn man dợ mà không ngã xuống. Gươm chém vương kỳ, trực tiếp lấy đầu quân địch. Sau cuộc chiến khí tức đã biến mất. Bây giờ cuối cùng đã xuất thế rồi. Phủ chủ đang ở Vân Châu. 100 vạn long sĩ, 36 thiên sát, 10 vị chiến thần cùng đi Vân Châu nghênh đón phủ chủ trở lại. Vâng. Nó thực sự đã ký rồi à? Thực ạ, ký trước mặt Trình Tổng. Hơn nữa còn không muốn bất kỳ khoản bồi thường nào. Nhưng anh ta nói anh ta muốn lấy đi thứ gì đó. Một thứ. Không muốn nhận nhiều tiền bồi thường như vậy. Chỉ lấy đi một thứ. Mẹ, chắc chắn anh ta đã lấy bảo bối nào đó. Có phải người đó chính là cậu ta? Tên khốn, giao bảo bối của Trình gia chúng tôi ra đây. Bảo bối? Bảo bối nào? Họ Lâm kia, trước đây sao tôi không nhận ra? Anh mặt dày như cái thớt vậy chứ. Tôi nói cho anh biết, hôm nay anh không giao lại đồ của Trình gia chúng tôi ra, tôi sẽ khiến anh ăn không nổi cơm nữa. Lâm Thần, cậu ở trong nhà của chúng tôi ăn trực 4 năm, Trình gia của chúng tôi đã nuôi cậu 4 năm, bây giờ đã ly hôn rồi, còn muốn lấy đồ của Trình gia, cậu mặt dày thật đấy. Tôi không lấy, cái nhìn gì của Trình gia các người. Tôi thấy anh đúng là không thấy quan tài không đổ lệ mà. Thiên phủ lệnh. Cậu dám lấy thiên phủ lệnh? Tiêu rồi, tiêu rồi. Phủ chủ đại nhân, lệnh bài đổi vị trí. Tất cả là lỗi của tên phế vật này. Làm ơn đừng trừng phạt Trình gia chúng tôi. Lâm Thần, anh lại dám đánh cắp thiên phủ lệnh của Trình gia chúng tôi. Lệnh bài đổi vị trí, Trình gia của tôi sẽ bị trời trừng phạt. Thiên phủ lệnh này ban đầu là tôi mang tới Trình gia. Bây giờ Trình Khuynh Nguyệt và tôi đã ly hôn. Lấy lại thiên phủ lệnh là điều tự nhiên. Tôi khinh. Thiên phủ lệnh này là đồ mà Cố gia ban cho, phía sau đại biểu cho ứng thiên phủ phủ chủ. Có liên quan gì đến cậu? Nhanh trả lại cho chúng tôi. Thiên phủ lệnh, Trình gia của các người không xứng có được. Mẹ, thiên phủ lệnh tượng trưng cho địa vị của Trình gia chúng ta. Không vội, không vội. Chúng ta đi tìm chị của con. Đi. Trình Tổng, cô xem. Lâm Thần, sao anh lại đến đây? Đồ khốn. Một nơi như thế này là nơi mà oại như anh có thể vào à? Các người có thể đến. Vậy tôi, tại sao không thể đến? Mở mắt chó của anh ra xem cho tôi. Người đang ngồi và đứng ở đây, ai cũng đều là ông trùm có khối tài sản dòng hàng chục triệu. Một tên lái xe nghèo hèn như anh đến đây làm cái gì? Một nơi như vậy, anh xứng đi vào à? Ồ, đồ ăn hại, anh có phải là cố ý theo dõi chúng tôi không? Tôi lái xe thì sao? Tôi lái xe kiếm tiền bằng chính đôi tay của mình. Từng xu từng đồng đều kiếm rất trong sạch. Anh dám đánh tôi? Đồ phế vật đột nhập vào đây còn dám đánh tôi, Thanh Thanh. Lâm Thần, đây không phải là nơi anh nên đến. Anh mau rời đi đi. Tôi là được mời đến. Dựa vào đâu không thể? Trình Tổng, cô nghe thấy anh ta nói cái gì không? Anh ta nói anh ta được mời. Anh ăn điêu nói hết, không cần chợp mắt luôn. Anh, mau cút đi. Nếu anh làm phiền hợp tác giữa Trình Tổng và Tần gia, hôm nay anh chết là cái chắc. Khuynh Nguyệt, Khuynh Nguyệt. Mẹ, sao mẹ lại thành ra thế này? Còn không phải vì tên ăn hại này sao? Nó đã ăn cắp thiên phủ lệnh của Trình gia chúng ta. Cái gì? Chị, chị phải thay em và mẹ làm chủ đó. Tên này vừa ly dị với chị, đã trộm thiên phủ lệnh của Trình gia của chúng tôi.
Còn có, em có lòng tốt đến tìm anh ta để giảng đạo lý. Anh ta không phân trắng đen, giáng cho em một trường. Chị lỡ như em bị đánh cho ra bã, Trình gia của chúng ta sẽ tuyệt hậu đó. Việc ly hôn là chuyện của tôi với anh. Anh có bất bình gì, cứ tính lên đầu tôi. Sao anh lại đánh em trai tôi? Cậu ta đáng bị đánh nên tôi mới đánh. Anh. Vậy thiên phủ lệnh thì sao? Thiên phủ lệnh là vật thờ cúng của mỗi gia tộc. Anh đã đánh cắp thiên phủ lệnh của Trình gia là muốn làm gì? Không phải em nói, đồ Trình gia của em, tôi có thể lấy đi sao? Chưa kể, đây là đồ của tôi. Ăn nói hàm hồ, thiên phủ lệnh, đó là Cố gia ở kinh thành ban cho Trình gia tôi, đại diện cho địa vị của Trình gia của tôi ở Vân Châu. Vậy được, từ giờ trở đi, Trình gia của các người sẽ bị trục xuất trong số các gia tộc ở Vân Châu. Anh xạo ke, thiên phủ lệnh là Cố gia ở kinh thành ban tặng cho Trình gia chúng tôi, chỉ có Cố gia ở kinh thành mới có quyền phán xét vận mệnh của gia tộc. Con rể như anh dám nói ra những lời kiêu ngạo như vậy? Cố gia kinh thành thực sự có thể phán xét vận mệnh của Trình gia các người, mà tôi có thể phán xét số phận của Cố gia. Đủ rồi Lâm Thần, uổng cho tôi còn mơ tưởng. Cảm thấy ly hôn với anh có quá tàn nhẫn với anh không? Bây giờ xem ra tôi đã đánh giá quá cao anh rồi. Thanh Thanh nói đúng, anh chính là một tên ăn hại, mơ mộng hão huyền. Giao lại thiên phủ lệnh của Trình gia tôi mau. Sau đó nên đi đâu thì đi đó đi, tôi vẫn còn việc phải làm, không đi được. Tôi khinh. Não của anh bị uống nước à? Các thế lực hàng đầu ở Vân Châu hôm nay, chúc mừng Tần gia tiếp nhận đơn hàng chục tỷ của Cố gia kinh thành. Mà Cố gia ở kinh thành cũng cử một vị khách quan trọng tới tham dự. Đồ ăn hại, anh ở đây làm gì? Còn không mau tìm cơ hội để chuồn đi. Đúng đó, tối nay bất cứ thế lực nào đều có thể biến anh thành cho bụi. Mau khỏi Trình gia chúng tôi, rồi giao thiên phủ lệnh ra đây. Nếu tôi không giao thì sao? Lâm Thần, tôi biết anh rất muốn ở trước mặt tôi chứng minh bản thân, nhưng anh cứ làm một người bình thường không tốt sao? Tầng lớp thượng lưu không dễ như anh đâu. Anh có nghĩ rằng anh có thiên phủ lệnh là có thể chen chân vào được à? Anh vô tri quá đó. Thiếu gia Tần gia, Tần Lễ Minh đến. Khuynh Nguyệt, vị này chính là chồng cũ của em ư? Tần thiếu, anh đến rồi. Xem ra tôi mà còn không đến, bữa tiệc này sẽ bị người khác làm loạn mất. Tần Lễ Minh, không sai, tôi nhớ ra rồi. Tần gia, con chó của Cố gia ở kinh thành. Anh kiêu ngạo cái gì? Anh nói cái gì? Tôi nói nhiều năm về trước, Tần gia của anh được Cố gia bổ nhiệm khai hoang vùng đất hoang ở Vân Châu. Còn Tần gia của anh thì sao? Dựa dẫm vào tài nguyên danh tiếng của Cố gia ở kinh thành mới có được chỗ đứng ở Vân Châu. Tất cả mọi thứ của anh đều do người khác bố thí cho. Anh không phải là một con chó thì là gì? Câm miệng. Xin lỗi Tần thiếu, anh ta không hiểu quy tắc, anh đừng tức giận. Lâm Thần, khi ly hôn tôi đã cho anh một cơ hội, đưa cho anh một khoản tiền để anh là một người bình thường. Ngoài mặt anh không muốn, phía sau thì sao? Ăn trộm thiên phủ lệnh của Trình gia tôi, bây giờ anh lại sỉ nhục Tần thiếu. Tất cả những điều anh đã làm chính là muốn trong bữa tối hôm nay phá hỏng sự hợp tác giữa Trình gia tôi với Tần gia, đúng không? Tôi sẽ cho anh thêm một cơ hội, giao thiên phủ lệnh của Trình gia ra, sau đó ra ngoài. Tiểu tử thối, tôi khuyên anh giao thiên phủ lệnh của Trình gia ra. Nể tình anh và Khuynh Nguyệt đã từng ở bên nhau, tôi có thể để anh cút khỏi đây. Nếu không, bữa tiệc tối nay sẽ là ngày giỗ của anh. Đúng, giao thiên phủ lệnh ra. Đúng, giao thiên phủ lệnh ra.
anh đúng là ra gì và này nọ đấy. Nếu các người đều muốn. Được. Vậy tôi sẽ đưa nó cho các người. Cậu làm cái gì thế? Anh phát điên cái gì chứ? Ôi, hết rồi. Hết rồi, hết rồi. Thiên phủ lệnh bị vỡ. Nếu để Cố gia ở kinh thành biết, Trình gia chúng ta sẽ bị diệt mất. Cậu, đều do đồ ăn hại cậu. Làm ra. Tôi. Thiên phủ lệnh này, Trình gia của các người không xứng có được. Lâm thần, anh đang làm gì vậy? Bà ấy là mẹ tôi, Khuynh Nguyệt. Đây chính là người chồng tốt mà con đã tìm được sao? Không chỉ làm vỡ thiên phủ lệnh của Trình gia chúng ta, còn đánh ta nữa. Nếu để Cố gia ở kinh thành biết được, Trình gia của chúng ta sẽ tiêu đời mất. Bác gái à, bác cứ yên tâm. Mọi người ở đây đều nhìn thấy chưa? Thiên phủ lệnh chính là bị tên ăn hại Lâm thần làm vỡ. Bác gái, đợi con về kinh báo cáo với Cố gia. Đến lúc đó, con nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho Trình gia. Mọi người, đây là Bạch Ngân Thiên phủ lệnh mà Cố gia ở kinh thành ban cho Tần gia tôi. Ở Vân Châu, Bạch Ngân Thiên phủ lệnh chỉ có một cái này. Từ giờ trở đi, Tần gia tôi đại biểu Cố gia ra lệnh bắt tên Lâm thần này vào tù, đợi Cố gia giải quyết. Người đâu, bắt vào tù. Tôi muốn xem các vị đang ở đây ai có tư cách này. Lâm thần, mở mắt chó của anh nhìn cho rõ. Bạch Ngân lệnh bài này là Cố gia ở kinh thành trao cho Tần gia ở Vân Châu, tượng trưng cho địa vị đỉnh cấp. Anh cảm thấy tôi không đủ tư cách sao? Chỉ là một cái lệnh bài Bạch Ngân mà đã khiến Tần gia của anh kiêu ngạo như vậy. Cố gia ở kinh thành, nếu cho anh một cái lệnh bài vàng, Tần gia của anh chắc giống như bay lên 9 tầng mây mất. Lâm thần, bây giờ chuyện đã như này rồi mà anh còn cứng mồm. Chẳng lẽ cứ muốn đợi đến đại nhân của Cố gia đến anh mới chịu thôi đúng không? Cố gia kinh thành đến thì đã sao? Khuynh Nguyệt, không cần phải nói nhiều với cái tên ăn hại này. Bây giờ tôi sẽ bắt anh ta đưa đến Cố gia ở kinh thành, để Cố gia đích thân xử lý anh ta. Người đâu, lên cho tôi. Tôi xem ai dám ra tay.